Mùa thu sắp tới rồi, và vì mùa thu là mùa yêu thích của My nên My sẽ giới thiệu với các bạn một kiểu makeup nhẹ nhàng, tự nhiên, phù hợp với đi chơi hoặc đi làm. Trong kiểu makeup này thì My sẽ hợp tác cùng với Doll Eyes và Lizzy Bud. Mọi sản phẩm trong video sẽ được My để ở dưới description box cho các bạn nha. Và nếu các bạn thích video này thì hãy like và subscribe cho My ở phía dưới. Và bây giờ hãy bắt đầu với video thôi. Đầu tiên, mình sẽ bắt đầu với primer để lớp nền được giữ lâu hơn trong suốt cả ngày nha. Sau đó, mình sẽ xài kem nền yêu thích hiện giờ của mình là em foundation này của Clematis. Rất mịn trên da mà độ che phủ lại còn rất cao nữa. Để kết thúc phần nền thì My sẽ xài phấn phủ dạng bột của Innisfree. Bắt đầu với phần mắt thôi thì My sẽ xài màu cam hồng để đánh toàn bộ bầu mắt. Sau đó dùng màu nâu để đánh đuôi mắt theo hình chữ V. Và cuối cùng dùng hai màu nâu xám đậm để đánh viền mắt trên và dưới. Sau đó mình sẽ kẻ một đường liner thật mỏng và hơi nguyên lên một tí. Để kết thúc phần mắt thì chúng ta hãy bấm lông mi thật kỹ và cho một ít mascara vào nha. Đến với phần chân mày thì My vẫn chung thủy với chân mày dán ngang và màu nâu để phù hợp với màu tóc của My. Phần má hồng thì My sẽ xài màu hồng cánh sen trong bảng 10 màu má của BH Cosmetics. Chỉ còn một phần nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành xong buổi makeup ngày hôm nay. My sẽ xài màu hồng san hô cho phần môi kỳ này. Và các bạn đừng quên cho một ít son bóng nữa nha.
rằng là hôm nay My sử dụng dòng Lancefiona Chestnut của Dolice, rất tự nhiên và long lanh nữa. Các bạn có thể mua ở dolice.vn.